Tôi mở quán ăn này là được 2 tháng mấy rồi. Trước mắt từ thấy cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn, mở một cái quán ăn tùy tâm để hỗ trợ cho những người có cuộc sống khó khăn này thì đa số là dây số cũng nhiều, dây số rồi dây chai thất nghiệp. Nhưng thì mình thấy như vậy mình mở. Trước mắt là đầu tiên là của tôi, sau đó thì cộng đồng chung tay. Mình mở như vậy là cộng đồng chúng ta hết chẳng à, thì có sự kết nối nó lâu dài. Còn đâu phải một bếp này đâu, còn nhiều nữa. Ở Tâm Thần Biên Hòa hiện nay là cô đang mở 5 năm. Còn ở bệnh viện đa khoa mà phía ngoài á, bệnh viện đa khoa thì cổng sau á thì nó 11 năm, mấy chục, 50 rồi trở lại. Còn ở mà bệnh viện đa khoa tỉnh á thì 400. Là rất là vui vì người ta khen rất là ngon. Thì ở cách mấy cây số người ta vẫn chạy xe đến đây để người ta nhận. Thì người ta đón nhận là trong lòng mình rất là vui, là những bao nhiêu cái mệt nhọc về cái như là tiêu hết rồi. Tôi đến đây nhận cơm cũng 3-4 lần rồi, nhưng mà đến đây tôi ăn rất là ngon, nhưng mà những người phục vụ đã rất niềm nở, rất tận tình, rất vui vẻ, tính tình vui vẻ, biết thương người nghèo, giúp đỡ người nghèo, rất tốt. Tôi xuống đây nuôi bà chồng, bệnh 4-10, rồi xuống đây xin cơm á, là cô chú ở đây á là cho ăn là mừng dữ lắm. Con nói chung là có cho mà có cái lòng hảo tâm rồi được cơm vậy đó là vui vẻ, đồ ăn thì cũng ngon lắm. Qua cái cơm chai này thì hy vọng là phổ biến rộng để cho nhiều người biết đến. Rồi họ đến đây là thứ nhất, thứ hai nữa những nơi nào cần mở, cô Bảy sẽ hỗ trợ. Tôi sẽ hỗ trợ cho cái mở cái quán để giúp bà con trong những lúc khó khăn.